Xin chào mọi người, hôm nay Kim Anh sẽ chia sẻ những cái tip để cấp cứu khi da chúng ta bị bỏng retinol tại nhà. Thứ nhất, chúng ta phải dừng ngay sản phẩm chúng ta đang dùng. Bước 2, chúng ta sẽ xử lý cái vết bỏng tại nhà bằng cách chúng ta sẽ bổ sung độ ẩm và giúp cho cái vết bỏng đó nó phục hồi một cách nhanh chóng bằng cách chúng ta sẽ sử dụng vitamin K. Thì hiện nay Userlab có cái sản phẩm vitamin K nó phù hợp cho khi chúng ta bị bỏng trên da. Đối với vitamin K, nó sẽ làm giảm bầm, giảm sưng và tăng cái khả năng tái tạo phục hồi cái vết thương một cách nhanh chóng. Bước 3, chúng ta cần bổ sung mặt nạ trên cái vết bỏng retinol đó, bởi vì khi cái vết bỏng đó là một cái vết thương, cho nên là khi chúng ta bị bỏng, chúng ta cần phải làm lành và chúng ta cần phải bảo vệ cái vết bỏng đó bằng cách là khi chúng ta sẽ bổ sung những cái mặt nạ. Bởi vì trong mặt nạ Detress của Userlab nó sẽ có thứ nhất là vitamin B9, đó là folic acid, thứ hai là có hyaluronic và thứ ba là có men vi sinh của da, cho nên là đối với lại những cái làn da bỏng đó rất phù hợp với lại cái mặt nạ B9. Và cuối cùng, chúng ta đừng quên bảo vệ cái vết bỏng đó, bởi vì khi cái vết bỏng đó chúng ta không dùng kem chống nắng thì nó sẽ dễ bị tăng sắc tố sau viêm, là nó sẽ tạo lại cái vết thâm ngay vết bỏng đó. Cho nên là Kim Anh sẽ khuyến cáo các bạn nên dùng kem chống nắng thường xuyên và một ngày sử dụng tại vết bỏng đó 3 lần, buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều.